Xin chào chú anh chị nha, hiện tại thì 5 giờ sáng nha anh chị, và em đang lên xe giao hai con bò cá sữa thì hôm đang về tranh ở Đức Ngoại, Long An nha anh chị. Đó thì em mong thì nếu như mà cô bác anh chị em mình đang ở khu vực Long An hay là khu vực lân cận mà mình muốn mua bò qua kênh của em á, thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp ngay xuống hội em để cho mình nha. Em sẽ giao đến tận nhà, đến tận chuồng, tận nơi cho cô bác anh chị em mình cần xa nha. Và anh chị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh, bật ngay chuông thông báo của em để chúng ta là theo dõi được chương trình bán bò của em vào ngày hôm sau nha. Thì giờ công chiếu của em vào lúc 11 giờ, 12 giờ trưa và 6 giờ chiều nha anh chị, tức là 18 giờ chiều nha. Đó thì mong thì nếu như mà anh chị mà có theo dõi kênh bán bò của em thường xuyên hàng ngày. Đó, rồi anh chị muốn theo dõi chương trình của em phát sóng giờ nào thì anh chị hãy canh giờ và coi giúp em nha. Đó, và đăng ký kênh, bật ngay chuông thông báo để có đem mới của em vào ngày hôm sau nữa nha anh chị. Còn bây giờ em chào cô chú anh chị và hẹn tập tiếp theo của em nữa nha.